Chào mừng các bạn đến với channel của Siêu Nhân Game Play. Ok thì hôm nay tôi là Hậu Đồng Mỏi sẽ thách đấu anh Tú tiền tỷ đây. Đấy các bạn hiểu không? Mất anh nhiều. Có biết là hôm nay em sẽ thách đấu anh cái gì không? Mất nhiều tiền quá, hết tiền tỷ rồi. Bởi vì là anh ấy đã quá thua quá nhiều, anh mất quá nhiều, không còn gì để thách đấu nữa rồi. Cho nên là hôm nay Hậu sẽ phải thách đấu, không có gì để quay cả. Hôm nay em sẽ thách đấu anh. Vâng, đấy, chính xác là một cái khẩu trang màu hồng. Các bạn biết tại sao nó đặc biệt không? Cái khẩu trang màu hồng này ấy, nó có mùi thơm của mùi con gái. Có nha, của một người con gái. Đồng ý, nhận kèo, có thể nghe, nhận kèo. Học thi kèo trang minh. Thôi nói chung là bởi vì cái khẩu trang này nó rất đặc biệt với anh Tú. Cho nên là hôm nay tôi sẽ cược với cái khẩu trang này. Các bạn hiểu chưa? Rất tay. Nghe thế thì chúng ta vào luôn đúng không? Vào luôn, vào việc ngay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu luôn. Và không bao nhiêu bao nhiêu nữa. Và đây chúng ta sẽ đến với trận đấu luôn. Ngày hôm nay khẩu trang lâu nách nha, đúng người đấy. Chứ một mùi hương rất là đặc biệt. Đây là khẩu trang trộm cho nên là không biết là cái cô gái đấy đã làm gì với cái khẩu trang này, cho nên là thực sự là không biết đâu. Có thể là lau nách cũng đúng. Tika, em là con nào? Đánh con nào yếu yếu. Anh con nào yếu nhất đi. Em đang quay game đây này. Cái nào con nào yếu anh nói con nào yếu em sẽ biết được. Em biết sợ đời con nào yếu. Anh chỉ linh tinh. Con này. Oh, con này yếu không? Chết với tôi rồi. Đó, được rồi. Chúng ta đánh nhau như thế nào? Ui, em thấy map này đẹp này. Bọn được ngay. Vâng, và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của giải D5 O3 ngày hôm nay. Vẫn như thể lệ cũ. Ok. Ok luôn bro. Cứ gạt ngay mọi người ơi. Ôi rồi, đấy. Cái gì đây? Còn cái gì nữa? Yo. Từ từ đánh đi, từ từ anh dừng rồi, từ từ. Rồi nha. Bắt đi, bắt đi. Chết phe. Ông làm gì á? Phe play hả? Ông phải chết phe play. Ây da, thua nhiều quá rồi. Ây da, thua nhiều quá rồi. Ây da. Ai rồi? U này. Ông sẽ phải chán. Ây da. Chả giá mình những gì anh đã làm đi. Ây ạ. Ai rồi cũng có giới thiệu thôi. Giới thiệu. Ây ạ. Anh dạ. Ây ạ. Ây ạ. Phải đi đâu đấy. Anh. Đừng. Chú ổn rồi. Chú ổn rồi. Ô. Mình là lỡ đi đâu. Ấn rồi. Đây là lỡ tay à? Phải cả lỡ tay à? Ông bà một mặt tôi sao ông bảo là lỡ lắm. Ôi dồi ôi. Mạnh ghê. Đáng đồng tiền bắt gạo. Đáng đồng tiền. Ây ạ. Ôi dồi. Ủa rồi hôm nay có phải Tú là lột xác rồi anh em ơi. Cái khẩu trang có mùi. Yeah. Vậy cần bị cái khẩu trang có mùi. Về cái mắt phải lại cười. Ây da. À. Úi dồi. Ôi mất nhờ. Ây da. Ôi dồi. Nào. Nga là đầu gấp đôi rồi đấy. Yes. Ây da. Ôi trời ơi không ổn rồi. Anh nước còn thấy không, các bạn thấy không, sức mạnh của mẹ của gái Vũ lên như thế đấy. Ai nắm đấm sấm sét, nắm đấm sấm sét lần hai, đấy, ôi, quá nhiều sát thương tạo ra, chắc chắn rồi, đây không, ôi rồi, ôi ơi là ông, ôi ngất kia lại ngất kia, ấy, chào nào, ấy, ôi rồi, làm ông vẫn nội công á,
Trời ơi. Ai à? Vận một câu vậy. Đóng mày nó đi cho tao. Trời. Chết đi. Ai à? Ôi giời. Ôi. Ôi. Né đi, né đi. Né làm sao được mà né. Ai trưởng được. Né làm sao được. Vậy là đừng giống nghề thôi. Hôm nay mình có khẩu trang có mùi đi. Tôi phải hít ra bằng được mọi người. Thật là biến thái quá đề. Thật là ghê quá đề. Yo, yo, em vào đây. Mọi người ơi. Sau đây tôi sẽ đánh con nào nhỉ? Đây rồi, tôi sẽ đánh con này. Rồi anh chỉ đi em chơi nào đi. Mày đúng không? Đúng rồi. Ô mẹ sức mạnh bóng tối với sức mạnh ánh sáng à? Anh cũng chắc chắn chưa? Hôm nay, hôm nay. Đứng ngay luôn à? Có vẻ là ăn mấy trứng này. Thế là chưa biết sợ à? Đó là em phải hiểu là sức mạnh bóng tối cực kỳ mạnh mẽ. B5 Opa. Mình khá là lâu rồi. Mình vẫn còn có thể vượt qua được. Ấy, có sợ hôm nay đánh chẳng đến vừa bị vừa rút từ chỗ bạn đấy ấy ấy chưa rồi à đâu đâu ai đâu thôi thú rồi rồi thôi còn chó đang hơi bị cay thú đấy làm gì nhau ấy à đừng đâu đừng anh ơi em xin anh ơi tôi bên ti trước mà. Ừ. Thì anh vẫn đang còn đây này. Ô. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đây 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 đây. Thấy chưa? Vai ông ấy chắn được rồi kìa. Có lợi này. Chết chết đi. Khổ lắm. Chết tiếp này. Thêm nữa này. Làm sao? Khá thì cũng ngay rồi. Ây da. À. Ây da. Ây da. Đừng anh trai. Đừng đừng. Chiêu gì á? Chiêu gì á? Chiêu không biết. Làm sao ạ? À? Cái gì đây nó ném này, nó ném ta luôn, nó ném. Vai! Chết chưa? Chết chưa? Chưa làm sao mà chết được, anh buồn cười nhỉ? Chiêu yếu thế. Anh nghe chết luôn đi chứ. Anh nghe là ai? Ông đang ừ này, nó có thể chết tiệt này. Ừ. Ừ này. Ôi đau ấy. Chơi bơi kìa. Trời ơi ạ. Vẫn đỡ ạ. Ôi dồi ôi, lần cắm rồi. Ôi anh ơi. Nhanh ai, nhanh. Đấy là nhanh đến mức bình lợi. Người em nhớ tới chiêu ta đề đèn áp gò. Phi tìm thần thích. Phi trắng vào mông nó ta. Ôi dồi ôi. Mày nó sắc thường ơi. Quá nhiều. Ô, rõ ràng một thanh mà nhỉ. Quá là bút bẩn. Bút bẩn, bút bẩn, bút bẩn, bút bẩn, bút bẩn. Ông sẽ phải trả giá. Ôi. Thôi, thôi, thôi. Sức mạnh của chuông thận. Thôi, thôi, thôi. Đừng có lấy thương đâu rồi. Hả? Ở đây đâu rồi. Anh đã ấn được kịp đầu. Ôi, xong rồi. Ôi, hài lắm. Đốt độc hả? Em biết đâu. Đốt độc hả? Ô, oh, thì đốt độc hẳn. Ô. Ây ạ, ây ạ. Tôi tin nhanh mất tiền lợi. Tuyệt chiêu đông đâm kim vào đít. Yes. Đâm kim vào đít. Ôi giời ơi. À vẫn còn một máu. Vai trưởng. Còn một máu với chúng tôi. Còn chưa kêu đầu hàng. Đầu hàng cái gì cái đầu hàng. Còn không chịu đầu hàng. Ta chạy. Ta chạy. Ta chạy. Không để thua được. Không để thua được. À, à. Chạy. Chạy thua được. Chạy à? Bắt được em đấy. Mà đứng lại, ai ạ? À. Ôi giời. Ô. Ôi cái gì đây? Ô. Ừ này. Hay lắm. Ai ạ? Ôi được con chó. Đứng yên. Ôi giời ơi, ăn cắm rồi.
là chỉ còn máu nữa thôi. Ấy, sức mạnh bùng nổ. À, thật công ty à? Gì đây? Công ty. Đây là chiêu thức mạnh nhất của con này đấy. Chứ thừa chiêu chiêu thức người lưới lên em. Ngoài đồng phát mà tan thành mây khói luôn. Biến biến thành thực thể, bay về không trung luôn. Cái thật sự. Phải là chỉ có một ván nữa thôi. Mà làm sao đây? Em tỉnh không mọi người? Vui lắm, nhưng mà tôi vui. Chơi thật là đâu rồi đâu rồi. Chào đi. Đánh con này đi. Em con nào? Này à? Không, biết rồi. Đánh con này đây. Chiu. Lại ông mẹ toàn chọn mấy cái con nó chịu được chứ. Ê, lại Rồi. Đây là địa ngục của khóa học mọi người nhé. Anh mờ đây có thể chôn hậu một phát ba trứng hậu ăn gặp một trứng. Anh thử xem nào mọi người. Siêu nhân đấy, cố mày không nể nữa đâu. Thủ đem ra ấy. Thủ đâu, tôi không cần thủ. Anh thêm quả nữa này, anh lắm rồi có lượng chất kiện này. Anh ạ, ôi ôi ngất luôn à, đấm mất ngất luôn. Ừ đây. Ấy, đếm đếm ở tì à? Anh ăn mất. Ừ này, ôi ôi, đấm trượt, ôi rồi. Ấy, thầy lắm, thầy lắm. Không làm gì đâu, anh trai. Ấy. Ừ. Thôi. Ôi, mình chẳng thấy mà. Nó chơi bẩn kìa. Quay lên chơi bẩn. Ai chả phóng được chiêu đấy mà chơi bẩn. Ủa, nó để dành. Anh đuổi đây làm gì? Lốc xoáy trùng phong. Chết đi đồ con lợn. Chết rồi. Ôi giời ơi, ông đỡ được kìa. Sao mà đỡ được á? Mỹ tổ lóc. Vâng. Có vẻ như là bó quá đâu mọi người. Từ từ đã, từ từ. Từ đã ai chả phóng được chiêu đấy mà chơi bời kiểu phóng đâu. Cái chiêu lở hai các bạn. Lở hai là gì đó tớ. Ông không phải chơi đều nhá, đồ con tớ. Chơi xem lở hai đã. Ây da, ôi 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 ôi. Không một tí mất tiền lợi nhá. Đấy. Ôi giời, sao mình ấn chiêu buông rồi mà không được ta. Ôi yếu thế nhỉ. Lại chả yếu. Sao yếu thế? Lại chả yếu. Lại chả yếu. Ôi giời ơi, mẹ em con lợn. Đừng. Không một tí mất tiền lợi. Có là một khi phải lên. Ôi dồi ôi. Quái, mày sắp chết tôi rồi. Bà con ơi. Đừng. Làm gì? Làm gì anh trai? Anh á. Ôi, nó đừng quán cám. Đừng thôi. Trời ơi. Quay sự mà. Đừng. Nghe đi, làm gì đừng gì đó đi. Ôi mà anh nó yếu lắm rồi nè. Nó yếu quá rồi, nó không di chuyển được. Nhưng thì chứ bật đây. Hay lắm. Từ chứ anh không bắn được. Từ gì mà không bắn được gì đâu. Nút này chứ nút nào. Nút hai đâu. Ừ vẫn nút này chứ nút nào nữa. Từ xấu quá đấy. À mình chả bắn được. Đã bắn được đâu. Ai bảo anh không bắn. Đây này, từ đây. Từ từ gì mà từ từ. Chơi bắn nha. Ai cái chơi bẩn? À! Bảo từ từ cơ mà. Từ cái từ từ. Ông không phải chơi đều nhá, fair play mà. Chơi xấu à? Ông sẽ bảo từ từ. Ôi! Ấy da, thật là cái vấn đề. Là nó không biết nó tìm gì hả? À! Ôi dồi, chết rồi, anh trai. Chơi bẩn lắm mà kìa. Tôi bảo tôi từ từ mà. Mãi cái chơi bẩn. Bắt chơi bẩn. Ai mà chả được phóng chiêu đây? Đã tôi biết đâu. Chẳng biết được bây giờ nên ván cuối cùng á. À ván tiếp theo em cho anh thử trước xem thế nào nhá. Ừ. Chỉ cần mình 22 đấy.
chết rồi à? Là chả chết. Còn có máu nào đâu nếu mà không chết. Mà đấm nhiệt thế mà. Đấm nhiệt cái gì? Đấm nhiệt. Gật gật đấm kinh thật. Quái là anh Tú hôm nay chơi rất kinh mọi người ạ. Tôi không thể nào có tin nó mất gì luôn. Có vẻ như tôi đã thắng rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây à? Nói như đây. Đây à. Ê, ê. Lại cái mắt này. Ok. Ok luôn. Ok luôn. Perfect luôn. Đấy. Từ từ cho anh test trước đấy. Từ nào. Test đi. Nút 2. Nút 2. Nút 2. Có ai đập đâu này? Có ai nào? Có ai đập đâu chưa? Thấy chưa? Để yên nữa nào. Nói rồi bút bẩn nghe. Thấy chưa? Thấy, cũng này còn gì? Đâu? Đây này. Cái sao phím này bỏ phím này? Đâu? Thôi thôi bây giờ phải thế này á. Ui, tay. Chết bẩn thế. Ờ, thế thì bây giờ trên Fanplay thì em cũng dây chơi 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 nữa. Ừ, đúng rồi, được chưa? Đúng lại cắn trộm mà tôi thể chứ thể. Cái kiểu tại sao không hiểu tại sao lại sinh ra được cái thể loại như thế này. Vậy ông làm sao? Ông làm sao? Ừ. Ai à. Ừ này. À chứ bẩn nha. Ừ chứ bẩn. Chưa kịp. Đánh số ấy. Chưa kịp cái gì mà chưa kịp. Đánh số. Ừ yeah. Đánh này. Ui hài lắm. Ôi ơi. Ôi ngất rồi. Ui giời ơi, biến hình rồi các bạn trẻ ơi. Một chiếc men gai A phiên bản con cung to lớn. A thì to hơn cái gì? Lần hơn. To hơn. To hơn là mạnh hơn rồi. Đương nhiên. Chạy đi. Ơ ơ chạy đâu anh trời. Chạy đi. Chạy đi kìa. Ơ có. Ây quên mất chiêu này là không được đánh. Trường mất. Đồ con lợn này. Chạy đi. Chạy ngay đi. Mẹ cho chuyện bẩn nữa chứ. Làm gì á. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Con phải nhiều lần đấy. Mục thả. Ôi, đấm tôi. Mày đâu nhỉ? Không, mấy cái đấy. Sao không có... Ôi, đấm đau đấy. Ôi, đấm đau đấy. Ôi, đấm đau đấy. Lại chả đau. Ây à. Ôi, đấm. Xong mắt rồi, xong mắt rồi. Cố lên. Ôi, đấm chó. Chứ mày phát trước rồi. Không ngoài chạy. Kìa. Chứ mời kìa, có bẩn đấy. Không có lần thứ ba đâu, anh trai à. Ừ này. Ây da. Ô ngất rồi. Dừng. Dừng em ơi. Ơ à, sắp được rồi. Chiều đấy là cái gì không? Ôi nó bút lại sức mạnh kìa. Ây. Ừ này. Yếu lắm rồi anh, yếu lắm rồi. Yếu. Ui giời. Lắm rồi là yếu. Ông sắp chết rồi. Chết rồi ông trai. Thấy chưa, đã bảo là to. To con. Đã đấm đấm ngập. Mạnh lắm rồi. Ông ai vậy? Hai chiêu đều quên thôi. Cái chiêu chém đấy là em phải động vào anh. Thì anh mới tạo được sát thương nhiều chưa. Mà đứng gần đấy mà chém không chém được kìa. Chém hụt 3 lần luôn đấy mọi người à. Con này thì chán quá. Chán gì mà lấy chiêu tắm ra cũng mạnh thế là được rồi. Em còn nào? Con ông chưa kéo nào. Cho tôi con này luôn đi. Ừ đánh ơi. Ôi dạ. Đánh luôn. Thắng lại mất công lại bỏ. Thế này kia mọi người ạ. Ok. Tắm được không? Anh đừng quên lần trước em cũng đánh con này và em thắng đấy. Với lại đây là trận đấu cuối cùng rồi. Đây trận đấu cuối cùng để giành được cái khẩu trang có mùi. Mọi người ạ. Bắt đầu. Ai 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 ai. Vào đây. Vào đây. Siêu nhận đến đi. Ai ạ. Ôi mày con lợn. Con lợn này. Mày lê con cám ơi. Sức mạnh trường hoa biến hình. Bắt đầu. Ê đi đi đi. Ơ hình như ông ấn được chiêu đấy rồi.
Ừ, mày quá, bắn xuyên nách luôn. Làm gì em? Ây à. Làm ông làm gì á? Làm gì anh trai? Làm gì á? Ây à. Đau quá chứ kìa. Nhớ đánh nhờ, đánh cho mặt nhau à. Trời trời. Trời trời. Ôi ôi nó bắn tôi kìa. Ê. Ê. Đưa. Ai ơi. Anh. Ai. Ôi trời ơi, hay quá. À, cái mông nó. Ê. 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 À, ôi giời. Đánh mất rồi. Ôi. Ê. Ông đánh cái gì rồi? Đánh cái gì hả anh trai? Đánh... đánh cái gì á? Ơi! Đánh cho ngất luôn. Đánh... Ôi đâu? Mà kìa! Rồi! Ôi trời ơi! Bắn tôi kìa! Tôi chỉ cần dùng mỗi chiều này sẽ chết rồi. Ơ! Ai da? Làm gì? Ai da? Úi giời! Úi giời ơi! Ba cầm biến hình. Kìa thủ ba. Ơ, úi giời. Ây ạ. Ơ. Né rồi, nó né rồi, mày cười đừng. Ô. Tôi không hiểu tại sao tôi lại né được. Trời ơi, không có chơi nữa. Trời ơi. Ây ạ, cho em phóng chiêu cái. Ôi, cho em phóng chiêu. Từ từ ơi, đừng chơi bản đấy. Cho em phóng chiêu. Né được. Không có việc. Né rồi bỏ game luôn á. Từ từ xem màn hình. Đâu? Đó, ở đâu màn hình đang quay mà, màn hình đang quay mà. Ok, mày em chết bản người thôi. Vài. Chó chết tiệt này, ông sẽ phải trả giá. Phải lắm. Ê, thằng cắm rồi. Yeah, mẹ luôn. Được rồi. Đau quá. Ừ. Ngất đi. Ủa, cái gì ạ? Ừ, anh cũng được này. Ôi, ui giời. Ô, phải liều. Anh này né rồi. Ôi, chết chết. Ôi, ôi rồi, không, đừng, 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 ôi chết rồi, wow. Sao chắc không dùng cho nhỉ? Sau bao năm vất vả luyện tập tôi đã win được rồi mọi người. Tôi đã win, quá là điều bình thường luôn. Đẳng đẳng cấp tiếp vừa rồi. Thôi. Ê, thôi. Ông chơi để quá trở không quay cái gì, ông chỉ cái gì. Rồi. Vâng. Vâng. Vãi cái khẩu trang mẹ người yêu. Mày con cờ lớn vừa mới trộm được. Hay thật sự. Sao? Sao đây nào? Giận dối gì đi đó mà chào mọi người gì? Nào, anh em mình nào, bọn mình đi nào, chào mọi người. Khẩu trang. Rồi là trận đấu này là kết thúc. Thực sự là hôm nay chị quá bẩn luôn mọi người ạ. Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng tay nghề của ông này đã lên rồi. Cái thật chết thật. Đừng nhức nát. Vì vậy là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mọi người thấy video hay hãy nhớ like, subscribe, chia sẻ. Bye bye.